nhưng mà rất là ngon. Bắt đầu ghé. Nhưng mà anh ăn của em rồi đúng không? Không, em ăn ở Nha Trang. Bây giờ đang quán em chưa, anh ăn của em chưa? Chưa. Chị hai đi bán những hội chợ như này đúng không? Đúng rồi, đi thẳng à? Hấp dẫn quá, cái này bánh hỏi không anh? Dạ đúng rồi. Bánh hỏi Phan Rang hả? Anh biết chút quản ấu của nếp của Yalo kìa. Ơi, nếp ảnh của quán á. Xem mấy anh làm. Nem nướng quấn bánh hỏi quý vị ơi. Ăn đầy không? Ăn đầy quá đấy. Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình sống. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta trở về sân khấu chính và chúng ta hãy đến với những chiếc ghế của chúng ta cùng thưởng thức trên chương trình ca nhạc đặc biệt có được ngay. Không thể bỏ qua cái gì thân đây. Nem nướng con bánh tráng. Rồi. Lấy cho cái hộp anh nè. Đưa cái chai đi.
30k. Mấy hồi à chị? Nhiêu ạ? À? Bữa này mấy hồi ạ? À? Nhiêu á? Mấy hồi bữa? Này 40 ạ. Thưa tất cả quý vị, chương trình biểu diễn nghệ thuật hội chợ triển lãm hàng Việt thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 do công ty An Viên xin phép được bắt đầu. Yeah.
lại các loại sản phẩm như là giày dép và đặc biệt là sandal. Và những sản phẩm này thì công ty An Viên mang lại cho khách hàng của mình với những sản phẩm chất lượng cao và đang bày bán ở trong khu triển lãm tại gian hàng B101. Ở đó những sản phẩm mà quý vị chúng ta đến tham quan và mua sắm thì được các gian hàng tài trợ bằng cách là giảm giá thật sâu. Hy vọng là quý vị chúng ta đến với gian hàng cũng như đang ở bên trong khu triển lãm của chúng ta. Thưa quý vị, hội chợ triển lãm chúng ta thì quý vị chúng ta trong gian hàng với nhiều mặt hàng đa dạng, ở trong đó luôn luôn là những sản phẩm mà hàng Việt Nam chất lượng cao do các công ty có uy tín trong kỳ kinh nghiệm cuối năm chúng ta đi mua sắm cho đồ đó rất nguyên đá. Quý vị đến với hội chợ triển lãm, quý vị chúng ta cũng có thể là vào phía bên trong khu triển lãm để chúng ta tham quan và mua sắm. Sau đó là sau khi tham quan mua sắm xong, quý vị dừng chân tại sân khấu này để thưởng thức một chương trình ca nhạc biểu diễn nghệ thuật. Và đó quý vị gặp rất nhiều ca sĩ, đặc biệt là các ngôi sao ca nhạc mà quý vị yêu mến. Cho nên mình chúc tất cả quý vị có một buổi tối thưởng thức âm nhạc thật vui. Thưa tất cả quý vị, còn bây giờ tiếp theo chương trình, sân khấu của chúng ta sẽ chào đón một nam ca sĩ chàng trai xuất hiện sân khấu của chúng ta nha, là một người đẹp trai hát hay và đáng yêu trên sân khấu. Thưa tất cả quý vị, người mà chủ nhân muốn giới thiệu quý vị, hy vọng rằng quý vị chúng ta dành đến là Kha Jim. Là Kha Jim vậy, dễ thương. Xin gửi lời chào tất cả quý vị, rất vui hôm nay Jim có mặt đây để hát cùng cho quý vị. Thưa quý vị, thường thì những tiết mục đầu tiên chưa bao giờ làm cho quý vị nóng đâu. Thôi thì bây giờ chắc là Jim đợi khoảng 5 phút để cho chúng ta ổn định thì Jim hát có được không ạ? Được không ạ? Không thì chúng ta hát luôn nhá. Hát luôn với điều kiện là chúng ta có thể nào gần Tết rồi chúng ta làm trong khi nóng hơn một tí bằng những tiếng la hét và vỗ tay thật lớn được không ạ? Chưa nghe tiếng la hét đâu, tiếng la hét thật lớn được không đâu? Thank you, một bài hát đầu tiên xin gửi tới cho tất cả các chị em phụ nữ ở đây, những ai cảm thấy mình không được may mắn trong tình yêu. Một sáng tạo hình Dương Khắc Linh, ca khúc được mang tên Cánh Hồng Phai, xin cùng lắng nghe. Có một chút trục trặc ạ, xin cảm ơn quý vị. Anh ơi, cái điện thoại màu vàng ạ, cái điện thoại màu vàng. Đúng rồi, đúng rồi. Cái thật. Rồi, đâu có bát đâu, cắm vô mở thôi. Ở đây ạ, rồi xin lỗi quý vị. Trời ơi, chết rồi, hy vọng là Jim hát thì mưa sẽ không có nữa.